Ngày hôm qua quý vị có bị nào đi tìm một công việc thiện gì để làm chưa? Không. Là quý vị tu chơi chơi thôi, không có tu thiện. Ngày hôm qua có vị nào đi tìm một người khác để xin lỗi không? Không luôn. Tức là quý vị tu chơi chơi à? Quý vị không có muốn giải thoát. Trong cái bài kinh hành con chó Đức Phật dạy là tu giống như chó hay là tu giống như bò, thì chết sinh làm chó làm bò nếu có chứng đắc. Tức là ta đang tu cái kiểu ăn ngủ đi đứng khoái lạc, thì khi chết ta sinh về cảnh giới súc sanh, tại vì ta không có làm điều thiện, bồi dưỡng ba la mật, ta sẽ đi đâu? Ta không có đi xin lỗi, ta không phá được bản ngã, ta không cắt được quan trái, ta tiếp tục tái sanh. Như vậy chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta tu đóng tuồng, buông bỏ ngồi thiền, chúng ta không có tu cái tâm, tâm dẫn đầu các pháp, tâm tạo tác, tâm làm chủ. Ta có làm không? Ngày hôm qua ta có đi xin lỗi một người nào chưa? Nếu chưa coi như ngày đó không có tu. Ngày hôm qua ta đã có làm, cố gắng làm một việc thiện chưa? Nếu chưa thì coi như ngày đó ta chưa có tu. Vứt đi ngày này. Địa ngục thì rất gần, địa địa thì rất gần. Mà ta cứ như thế thì chắc chắn là ta rớt xuống địa ngục. Thế ta đang tu kiểu gì đây? Bạn tôi chưa biết. Ta tu xuống địa ngục, ta tu để làm ngạ quỷ súc sanh. Mỗi ngày phải làm một việc thiện, để chuyển hóa, để tìm một việc thiện để làm, để tìm một người để xin lỗi. Nếu tao không làm được thì coi như hỏng rồi. Ngày đó tao không có tu, tao đang mở cửa địa ngục. Tao đi xin tìm một người xin lỗi để làm chi? Phá cái bản ngã, phá cái thân kiến. Phá cái thân kiến thì nó có nhân quả. Tâm nó sạch, quan trái nó sạch, nó mới bước vào dòng thánh được, mới giải thoát được. Không phá bản ngã, giống như tu hình tướng vậy thôi. Ngồi thiền thấy đau lưng có ích lợi gì không thưa chị? Vậy đạo Phật là đạo thực tế, phải có hành chứ không có tụng kinh. Cái áo nó dơ mà cứ tụng kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho cái áo của con nó sạch, chứ nó sạch. Tâm con tham sân si, tụng kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cầu cho con hết tham hết sân hết si, sao có? Phật bảo tìm một việc nhỏ nhất đi làm. Trong một ngày mà nếu ta không đi tìm được một việc thiện nhỏ nhất ta làm, coi như thế ta không tu. Cửa địa ngục mở, ngạ quỷ súc sanh Atula đang chờ. Nếu trong một ngày ta không tìm được một người để xin lỗi, chắc chắn là quý vị có làm người khác buồn phiền chứ. Có nhiều khi nghĩ xấu về người khác nữa. Đi tìm cái người ấy, xin lỗi để phá đi cái quan trái, phá đi cái bản ngã thì nó mới chứng vào dòng thánh được. Người bước vào dòng thánh người ghê sợ tội lỗi, biết xấu hổ, biết tạm quý, tránh né các việc bất thiện, luôn làm các việc thiện thì mới gọi là thánh chứ. Thánh nào mà cũng ăn cũng ngủ rồi cũng nói dóc rồi cũng đi lung tung hết đâu phải là thánh. Ở trong cái bài kinh Khúc Gỗ Trôi Sông, Đức Phật dạy
cái nhánh cây ở trên rừng đó, mà khi nó rớt xuống dưới dòng suối, nó trôi ra ngoài biển, nó trôi ra ngoài đại dương, gốc cây mà nó rớt xuống cái suối, nó cứ trôi như vậy thì nó sẽ ra ngoài đại dương, tức là nó sẽ giải thoát. Nhưng mà nếu mà muốn nó ra ngoài đại dương, muốn giải thoát thì cái việc đầu tiên đó, là cái nhánh cây nó phải rớt xuống dưới suối, có nghĩa là nó lìa cái cây. Cây là những cái dính mắc, cha tôi, chồng tôi, vợ tôi, chùa tôi, thầy tôi, thân tôi, con tôi, tài sản tôi, nó phải lìa những cái đấy ở trong cái tâm. Trong cái tâm phải lìa những cái đó đi thì nó mới rớt xuống dưới suối được, còn không có nó cứ dính hoài. Dính ngoài làm sao rớt xuống dưới suối? Mà rớt xuống dưới suối rồi thì nó đi ra ngoài sông, rồi nó đi ra ngoài biển. Đức Phật nó chắc chắn nó đi ra ngoài biển, ngoại trừ 6 trường hợp: qua bờ bên này, qua bờ bên kia, leo lên cồn cát, bị người ta nhặt và bị mục rửa. Đang trôi mà nó mục rửa ra, nó không ra được biển, nó mục hết rồi, tan. Mục rửa là giới, người không có giữ giới, nó mục rửa. Leo lên cồn cát là cũng cao ngã mạn. Làm sao mình dẹp cái cống cao ngã mạn đấy? Mình phải đi xin lỗi, kiếm người xin lỗi. Một ngày mà mình không làm việc thiện, coi như người ấy không tu. Tại vì nếu không làm việc thiện thì làm việc phàm phu. Phàm phu là ăn, là ngủ, là nam nữ, là tiền, là bạc, là hơn, là thua. Đó là phàm phu. Sống như phàm phu thì chết thành bốn đường ác đạo: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục và tu la. Tu nó không khó, khó là không chịu làm, khó là không chịu tu thôi. Cái tâm nó muốn tu. Tại sao tâm muốn tu? Tại vì nó không sợ sanh tử luân hồi, nó không sợ rằng kiếp sau nó làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột, làm bọ cạp. Ở trong nhà quý vị chắc chắn cũng có nuôi những con chó, con mèo. Sư nghe ở trên nhà quý vị chó sủa hoài à, phải không? Chó đâu đấy nó sủa, chắc chắn trong nhà có chó. Quý vị có thương con chó không? Thân chó ghẻ là già bệnh chết, rồi trần truồng, có lông mày chứ trần truồng á. Rồi con đực, con cái thì nó ở ngoài đường nó làm cái việc đó. Nếu ta không tụ tập, không cố gắng làm các việc thiện trong một ngày, không phá được bản ngã, ta hành xử có khác gì con chó đâu, cũng ăn, cũng ngủ, cũng chạy rong rong. Mặc cái áo vậy thôi chứ cũng chạy rong rong, chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi đi toilet, toilet xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, có khác gì súc sinh? Nếu ta không kiểm soát được các việc làm, không cố gắng làm các việc thiện, coi như ngày ấy ta không tu. Sư sám hối với đạo tràng. Trong suốt thời gian qua, nếu sư có làm cái gì quý vị buồn phiền, hoặc làm cho quý vị mất tinh tấn, quý vị không có tu được, quý vị phóng dật, quý vị giải đãi, sư xin sám hối, thành tâm sám hối. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.